Chúng ta cùng phân tích đề bài này. Đề bài dẫn amon hỗn hợp X gồm có hơi nước và CO2 đi qua than nông đỏ thì thu được 1,7 amon hỗn hợp Y gồm có CO, H2 và CO2. Hỗn hợp khí Y thì đi qua ống đựng hỗn hợp gồm có Fe2O3 và CuO dư. Thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn giảm đi 1,12 gram. Mặt khác thì nếu dẫn hỗn hợp khí Y này qua nước vôi trong dư thì thu được m gram kết tủa và đề bài yêu cầu xác định khối lượng của kết tủa thu được. Thế vậy chúng ta có thể sơ đồ hóa bài toán như sau này. Đầu tiên mình có đây đó là hỗn hợp X. Hỗn hợp X gồm có hai chất đó là CO2 và H2O. Người ta cho toàn bộ CO2 và hơi nước này đi qua đây đó là than nóng đỏ. Than nóng đỏ thì thu được ở đây đó là hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y gồm có ba khí. Khí thứ nhất là CO2, khí thứ hai là CO và khí thứ ba là H2. Đó. Thì ba cái khí này người ta làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là nó sẽ tạt qua hỗn hợp gồm có gì? Gồm có Fe2O3, Fe2O3 ở đây và anh CuO này. Đó. Thì ở đây người ta lấy cái oxit này dư thì sẽ thấy rằng là m chất rắn giảm bao nhiêu gram? Giảm đi 1,12 gram. Cái m chất rắn giảm này chính là cái khối lượng của oxy bị mất đi trong oxit, khối lượng của oxy bị mất đi. Hãy luôn luôn nhớ như vậy nhé. Phần phương pháp thầy nói rồi. Anh này thì sẽ làm sao? Anh này sẽ sụp vào trong CaOH đàn dư, CaOH đàn dư. Và hãy lưu ý rằng trong ba khí này chỉ có một mình anh CO2 tác dụng được với nước vôi trong dư thôi, còn hai anh này thì không tác dụng. Hãy lưu ý điểm đấy và thu được ở đây đó là m gram kết tủa. Đó. Đã biết đề bài cho anh này là amon, cho amon và cho số mol của hỗn hợp Y là bằng 1,7A, 1,7 amon. Đó, đấy là tất cả những gì đề bài người ta cho chúng ta. Và chúng ta cùng giải như sau này. Chúng ta sẽ có đầu tiên đó là m của oxy mất đi, nó sẽ bằng là 1,12 gram, 1,12 gram và thầy muốn các bạn đổi giúp thầy ra số mol bằng bao nhiêu thì 1,12 mà chia cho 16, 1,12 này chia cho 16 thì bằng 0,07, 0,07 mol nhé, 0,07 mol. Thế vậy thì cái lượng oxy bị mất đi này, oxy đến mất đi nhé, thì nó sẽ bằng với tổng số mol của anh CO và H2, nó bằng với tổng số mol của anh CO và H2. Đó, hai này. Thế vậy chúng ta có thể nhẹ nhàng viết luôn đây, đó hai này có tổng số mol là bằng 0,07 mol. Các bạn hình dung được điều này không ạ? Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta hết sức đơn giản như sau, thầy sẽ gọi số mol của anh CO2 đây, thầy sẽ gọi nó là ẩn x này, anh là x mol các bạn nhé. Đó. Thế vậy ta có như sau này. Mình sẽ gọi số mol của CO2 trong Y, CO2 trong Y là bằng ẩn x mol, x mol. Thế vậy ta sẽ có này. Ta sẽ có phương trình đầu tiên liên quan số 1,7A. X cộng với 0,07. X cộng với 0,07 thì sẽ là bằng 1,7A. Được chưa nào? Và phương trình thứ hai là cái phương trình đó là tuyệt chia của chúng ta. Chúng ta muốn tính được số mol của CO2 đúng không? Số mol của CO2, số mol của CO2 này, đó thì bằng hai lần số mol chất X, đó là 2A nhân đôi lên hai lần số mol của hỗn hợp X trừ đi số mol của hỗn hợp Y trừ đi 1,7A. Thế là xong thôi em. Và mình sẽ có ngay X bằng A bằng. Chúng ta cùng bấm máy tính này. Ở đây sẽ là 1 này, 1 này trừ đi 1,7A này, bên kia sẽ là trừ 0,07. Bên này sẽ là 1 này. Đây sẽ là 0,03 đúng không? Sẽ là 0,13 thì bây giờ sẽ là chuyển sang là trừ 0,13. 0. Ẩn x thầy sẽ ra được là 0,015. Ẩn y đây sẽ bằng 0, và ẩn a đây sẽ bằng 0,05. Và cái gì sẽ quyết định lên kết tủa của chúng ta? Thì chúng ta hãy nhớ trong môi trường kiềm dư thì số mol của CO2 sẽ bằng với số mol của kết tủa và nó sẽ bằng luôn là 0,015 mol. Và này 0,015 mol thì dẫn tới mà kết tủa chúng ta sẽ bằng số mol là 0,015 nhân với 100 và sẽ bằng là 1,5 gam. Đáp số của chúng ta sẽ phải cần khoanh đây đó là đáp án B 1,5. Đó rất là đơn giản đúng không? Đây lời giải chúng ta chỉ có từng này thôi. Còn đây là sơ đồ hóa bài toán giúp chúng ta tư duy tốt hơn.